Sự khác biệt và luôn dẫn đầu là đánh giá của người Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Bình Dương, một trong 21 vùng phát triển thông minh của thế giới. Sự phát triển đột phá của Bình Dương gắn liền với mô hình bất động sản đô thị đi kèm khu công nghiệp, với 28 khu công nghiệp lớn, thu hút 2.136 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký 13.796 tỷ đô. Thu nhập bình quân đầu người đứng trong top cao nhất cả nước, 120 triệu đồng trên một năm, chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là minh chứng rõ nhất cho một Bình Dương đang thăng hoa, phát triển. Hiện nay, bất động sản tại Bình Dương có giá từ 40 đến 50 triệu đồng trên 1 mét vuông đối với các khu vực trung tâm thành phố và 10 đến 20 triệu đồng 1 mét vuông đối với các khu vực tiếp giáp trung tâm của tỉnh. Số liệu thống kê đã tăng gấp 10 lần sau hơn 10 năm. Năm 2018-2019, với chủ trương phát triển công nghiệp, một lần nữa mô hình trên lại được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, trung tâm thành phố mới Bình Dương trong 2 năm trở lại đây đang được tỉnh đầu tư mạnh mẽ và là thành phố duy nhất Việt Nam lọt vào top 21 thành phố thông minh của thế giới. Các tuyến hạ tầng và tiện ích tại khu vực này đã và đang hình thành hoàn thiện. Nắm bắt xu hướng này, dự án khu đô thị phức hợp thương mại Hưng Thịnh Golden Land đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân hiện nay. Khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land có vị trí đắc địa, tiếp giáp các trung tâm kinh tế lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương như thành phố mới, Thủ Dầu Một, Bến Cát. Đây chính là vị trí trung tâm, trọng điểm xung quanh nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh, khu kỹ nghệ Singapore, khu công nghiệp Bình Dương, các khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4. Với hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối dễ dàng, Hưng Thịnh Golden Land nổi bật với vị trí vàng, thuộc khu vực phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ và đô thị của tỉnh Bình Dương. Hưng Thịnh Golden Land nằm trên tuyến đường giao thông xương sống quốc lộ 13 liên thông với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Trong bán kính 3 km, cư dân khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land tiếp cận dễ dàng với các tiện ích như trung tâm hành chính Bình Dương, hệ thống an ninh khu vực, hệ thống bến xe, ngân hàng, bệnh viện, hệ thống giáo dục như Đại học Bình Dương, Đại học Việt Đức, Đại học miền Đông, hệ thống siêu thị, các công viên lớn tại khu vực. Bên cạnh đó, cư dân cần sở hữu tiện ích nội khu có 102, công viên phố đi bộ lớn, khu thể dục với đầy đủ tiện nghi hiện đại, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, phục vụ nhu cầu cho toàn khu vực, tạo điều kiện kết nối dễ dàng và nâng cao đời sống người dân tại đây. Ngoài ra, dự án Hưng Thịnh Golden Land còn được hưởng lợi từ định hướng phát triển đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp lớn tại Bình Dương, với quy mô đầu tư lên đến 16.000 tỷ đồng, cùng với việc mở rộng diện tích của các khu công nghiệp trên 5.200 ha, dự kiến gia tăng quy mô dân số nơi đây lên tới 500.000 người nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, cũng như dịch vụ đô thị cho các dự án đầu tư tại đây. Phần diện tích mở rộng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Hưng Thịnh Golden Land là dự án đã hoàn thiện hạ tầng, hệ thống pháp lý đảm bảo và rõ ràng. Tất cả các sản phẩm trong dự án đều đã có sổ hồng riêng cùng với việc hỗ trợ giấy phép xây dựng. Điều này đem lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Với những lý do trên, cộng với việc quỹ đất thương mại ngay cửa ngõ các khu công nghiệp đang dần trở nên khan hiếm, cùng các hoạt động đẩy mạnh kinh doanh thương mại tại Hưng Thịnh Golden Land, dự án chắc chắn sẽ nhanh chóng sầm uất, tăng trưởng đột phá về giá, mang lại lợi nhuận an toàn cao cho chủ sở hữu. Tất cả sẽ kiến tạo Hưng Thịnh Golden Land, khu dân cư chuẩn mực và mang giá trị cao tại Bình Dương.